Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của AutoFun. Bên cạnh tôi đây là chiếc Nissan Navara phiên bản SL đời 2015 đã có gần 10 năm chinh chiến qua các sự kiện lớn của AutoFun. Chúng tôi mang chiếc xe này tới một địa điểm để nâng cấp buồng phổi, giúp chiếc xe có thể tham gia thêm nhiều cuộc marathon khắc nghiệt trong những năm sắp tới. Điểm đến ngày hôm nay của chúng tôi là xưởng Đức Anh Tuo. Đức Anh là một người đã có 16 năm làm về Tuo ở Malaysia và là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Đức Anh cũng được rất là nhiều anh em chơi xe bán tải tin cậy và gửi gắm. Chào anh. Chào Đức Anh. Hôm nay mình mang chiếc Navara SL đời 2015 đến xưởng nhà mình để nhờ Đức Anh giúp kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống turbo cho xe. Ok, bây giờ em sẽ gắn thiết bị vào đo trực tiếp để xem là chọn cái phương án nâng cấp cho anh. Ok, cảm ơn Đức Anh. Em đã cắm máy kiểm tra tình trạng thì là tình trạng của turbo và động cơ là vẫn đang hết sức bình thường. Thì em tư vấn anh lên một cái gói độ là phiên bản phổ thông thôi. Đấy, cơ bản cho con xe của anh. Ok, nhất trí. Vâng. Mình thấy Đức Anh có cái xe Nissan Navara đời mới không? Dạ vâng, em mới lấy phiên bản Navara VL bản 2 cầu mới này. Vâng. Ok, em mời anh ra uống nước để cho anh em xử lý. Để trên cái phiên bản Navara 2023 này thì nó rất nhiều cái thay đổi từ nội ngoại thất, nhưng mà để có những cái điểm nhấn mà để mình ấn tượng nhất ở trên cái con xe này ấy thì là cái hệ thống treo đa điểm của nó này và cái hệ thống twin turbo 2.3 nhưng mà lại sử dụng là twin turbo cơ. Thế nhưng trên cái con này thì chúng ta nhìn thấy nó là một turbo lớn, một turbo nhỏ. Hoạt động của cái bộ hai turbo trên Navara VL 4-wheel drive này thì nó hoạt động như thế nào? Nhà máy họ đang thiết kế là một cái động cơ là máy nhỏ đi, có 2.3 thôi, bốn máy thẳng hàng đúng không? Thì là sẽ sử dụng cái động cơ twin turbo bé và lớn này thì nó sẽ tối ưu hơn ở tất cả các giải tua máy, từ cái giải tua thấp cho đến giải tua cao thì là turbo là gần như là làm việc ở tất cả các giải tua, nên là cái cảm giác lái vào máy dầu nó bị trễ là nó sẽ giảm tối đa cái giảm đấy. Tối đa cái trễ nước đầu đấy đúng không? Trên chiếc xe Nissan Navara thì về tổng thể thì là thấy nó rất là bền, về cái khối động cơ cũng như turbo. Đến em làm bảo dưỡng về cái mảng turbo thì gần như là cũng chỉ là bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp lên thôi, chứ cũng không phải sửa chữa thay thế cái gì nhiều. Đấy, cũng như là em đã sử dụng một cái con Nissan Navara bản VL đời 2018 thì chính như cái bản thân con xe đấy thì em cũng đã độ turbo lớn, cánh lớn lên và độ công suất lên. Thì em cũng sử dụng 4 đến 5 năm nay thì nó cũng chưa hề gặp một cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề động cơ cũng như turbo. Đấy, em phải đi giao hàng cho khách nên mời anh cùng em đi trải nghiệm luôn bản Navara VL đời mới. Ok, hay quá. Vâng, ok. Anh em cho hàng lên xe cho anh nhá. Đức Anh này, khi mà mình dùng một chiếc xe bán tải mà chở gia đình đi chơi thì nó có cái gì bất tiện? Mà đang ra sử dụng chiếc xe bán tải này thì Navara VL đời mới này thì em thấy không có gì bất tiện anh ạ. Vì di chuyển hàng ngày thì nó êm như những chiếc SUV anh. So sánh rất là hay, bán tải mà lại chạy như là SUV đúng không? Nissan Navara thế hệ mới này nó có cái là hệ thống treo sau đa liên kết kết hợp giữa thanh cân bằng với lò xo 2 tầng. Thanh cân bằng thì giúp xe nó sẽ ôm đường ổn định hơn khi mà mình vào cua, giảm lắc ngang khi mình đánh lái ở tốc độ cao. Còn lò xo 2 tầng thì tầng 1 thì tăng độ êm ái khi mà mình chạy không tải, còn tầng 2 thì cứng vững hơn đời trước, nó sẽ giúp chịu tải tốt hơn. Mà do lò xo cứng hơn cho nên là nó cũng giảm được những cái dao động của thân xe khi mà mình đi trên những cung đường xấu, nhất là khi mình phải chở tải nặng, chở full tải. Theo Nissan thì chiếc Nissan Navara VL đời mới này nó có thể chở tới 950 cân mà vẫn hoạt động một cách ổn định. Treo sau thì đa liên kết cho nên là nó tăng được cái khoảng sáng gầm xe, và khi mà mình chở đủ tải thì chiếc xe nó cũng không bị sệ đuôi. Hệ thống treo sau đa liên kết này nó có thể nói nó là trang bị độc nhất trong phân khúc, các xe khác không hề có. Đức Anh đã có những cái trải nghiệm nào thực tế để kiểm nghiệm cái hệ thống treo sau của Nissan Navara VL đời mới này chưa?
Nên là trước ngày nếu mà đi như cái bản VL mà đẻ nhít mà cõng khoảng được tầm 700-800 cân ấy, là bắt đầu mình có cảm giác là thấy nó sẽ đuôi. Đấy, thì bây giờ thì là ở trên cái bản này thì cũng có những lúc cõng đến 5-700 cân. Đấy, đi thì cũng cảm giác là nó cũng không hề xuống nhiều. Nó có xuống nhưng mà không cảm giác là nó bị xuôi hẳn cái đuôi xe xuống. Và chia sẻ thêm mấy này, anh đây là cái gần đây là em có đi cùng với anh em LC một cái chuyến thiện nguyện ở trên Cao Bằng. Cung đường để mà đi xuống bản đấy thì là cái trời thì mưa trơn trượt mà cái cung đường nó rất bé. Đúng đấy, khi di chuyển qua cái cung đường bé mà khó như thế thì bọn em cái hai cầu đi xuống thì cái cảm giác khi đi xuống và hai bên đường thì lại là vực. Một đây, bên thì vách đá, một bên là vực sâu, một bên là vách đá, bên là vực. Khi bọn em hoàn thành cái cung đấy rồi thì bọn em đã cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình đã chinh phục được chính bản thân mình. Mình vượt qua bản thân mình đấy, để chinh phục được cái cung mình đường đấy. Mình vượt qua bản thân này lại được thử thách hết hết tầm của chiếc xe đúng, đúng không? Rồi ạ, được thử thách hết tầm của chiếc xe luôn. Hết công năng, hết sức mạnh của động cơ 2.3 twin turbo đúng không? Và cái nữa chia sẻ với anh là hôm đấy là em mang cái sưởi ấm vùng cao mà nó vào cái đợt giá rét ấy. Thì bọn em có chở những cái yếu phẩm là chăn ấm, quần áo ấm lên cho các bạn trẻ em vâng, cho trẻ em vùng cao. Thì cái khi mà lên đến điểm thì bọn em mới cảm thấy là mình xứng đáng để vượt qua cái cung đường đấy. Vì các bạn trẻ đang mưa chở cái đoàn từ thiện lên và trao anh em trong đoàn đã trao tận tay các em được những bộ quần áo ấm. Như thế là mình thấy cái công sức, cái nỗ lực, cái quyết tâm của mình nó bỏ ra nó được đền đáp một cách xứng đáng. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế thì có lẽ lúc đấy là bọn trẻ con nó nhận được quà thì nó rất là xúc động, nhưng cái cảm xúc của mình lúc được trao những cái món quà đấy đến những cái người họ cần thiết nhất thì có lẽ là cái cảm xúc của mình còn dâng trào hơn. Đúng thế. Đúng rồi, cái cảm xúc của anh em trong đoàn lúc đấy nó dâng trào lên. Anh xe xong rồi đấy. Ôi, xe anh xong rồi. Anh em mình đi thử luôn nhỉ? Thử dạ. Xem làm lại turbo xong nó như nào. Dạ, ok, mời anh. Thế không anh? Được đấy. Thấy cái nước đầu nó mượt hơn, không có độ trễ. Ban đầu như thế này là ngon, là hy vọng là sắp tới là có mấy cái chuyến đi xa là anh em có thể trải nghiệm cái nâng cấp turbo này nó được kỹ càng hơn. Rồi, phải đi xa một chút, trở nặng rồi, một chút để thấy nó sự khác biệt cụ thể nó là như thế nào. Cảm nhận nó mới rõ ràng đúng không? Đúng rồi. Ok, thế anh em mình về xưởng thôi nhỉ? Ok, anh em quay về nhá. Ok anh. Lúc nãy mình có trải nghiệm cái chiếc Nissan Navara mới của Đức Anh ấy. Thấy nó cũng rất là đáng tiền đấy. Mình thấy anh em đang xếp hàng ở đây là Đức Anh chuẩn bị đi đâu à? Đâu, anh em đang lên hàng để là tới là nghỉ lễ dài. Anh em đang xếp hàng để chiều em cùng gia đình về quê. Kênh YouTube của AutoFun. Ok, xin cảm ơn Đức Anh đã giúp nâng cấp turbo cho chiếc xe của bên mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Nếu như các bạn có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi hoặc muốn tìm thêm, hiểu thêm kiến thức về turbo, các bạn hãy đặt câu hỏi ở dưới video này và Đức Anh ở đây sẽ cùng với chúng tôi giúp trả lời những thắc mắc của các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đón xem thêm nhiều video mới của AutoFun để theo dõi thêm nhiều hành trình, thêm nhiều kiến thức về xe, cũng như cùng chúng tôi trải nghiệm thêm nhiều mẫu xe mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.